nè muốn mua sách nữa không không Tại sao bé không tui, bé tui tiền. mua sách tốn tiền á hả ừ. nhưng mà mình có kiến thức mà mình mua sách mình có kiến thức mình lại dễ kiếm tiền mà người nào có mua không Nắm nấm ơi mượn được rồi á hả Trời ơi. Dân gì mà kỳ? Mình có tiền mà. Nếu mình... mày hết tiền thì sao? Thì mình... mình lại làm ra. Mình đọc sách, mình có kiến thức, mình lại làm ra rất nhiều tiền nữa. Được không? Nắm to hết cái này rồi. Trời ơi. Nắm...